Bumathang tuyên bố tạm rời đội tuyển Thái Lan, không dự ASEAN Cup 2024. Thiraton Bumathang, hậu vệ trái đội tuyển Thái Lan, đang có ý định nghỉ ngơi sau một thời gian cày ải trên đội tuyển. Sau trận thắng Singapore 3-1 nhưng chưa đủ để tiến vào vòng loại 3 World Cup 2026, anh tuyên bố sẽ không tham dự ASEAN Cup, tiền thân của AFF Cup vào cuối năm nay. Trong nỗi chán nản vì bị loại do kém Trung Quốc về chỉ số đối đầu, Bumathang tuyên bố sẽ không tham dự vòng loại World Cup nữa. Đây là trận đấu mà tôi nghĩ chúng tôi sẽ thắng và lọt vào vòng tiếp theo. Trận đấu này được rất nhiều người hâm mộ cổ vũ, vì tất cả người dân Thái Lan đều mong đợi một kết quả tốt với đội tuyển. Tôi cảm thấy thất vọng về bản thân mình, thất vọng với kết quả trận đấu. Tôi muốn gửi lời xin lỗi tới mọi người hâm mộ bóng đá, mọi người dân Thái Lan. Không thể tiếp tục, cá nhân tôi nghĩ đây có lẽ sẽ là lần cuối cùng tôi được thi đấu tại vòng loại World Cup. Với nhiều người khác, đây cũng là lần cuối cùng tôi ra sân cùng họ. Tôi sẽ để các cầu thủ trẻ ở lứa tiếp theo gánh vác trọng trách vòng loại World Cup. Tôi tin họ sẽ quyết tâm đưa đội tuyển Thái Lan đi vào vòng trong. Ngay cả ASEAN Cup, giải đấu sẽ diễn ra vào tháng 11 tới. Bumathang gần như chắc chắn cũng không góp mặt. Anh chia sẻ, trong tương lai, tôi muốn hỏi ý kiến vợ trước về việc chia tay đội tuyển quốc gia. Tôi nghĩ tôi cũng đã già rồi. Tôi đã đi một chặng đường dài và có thể không còn giải đấu nào để tham dự nữa. ASEAN Cup, tôi không nghĩ mình sẽ có thể thi đấu ở ASEAN Cup nữa. Chắc chắn sẽ có những bạn trẻ tài năng và nổi bật thay thế tôi. Tôi nghĩ có lẽ sẽ có nhiều người giỏi hơn tôi. Còn cá nhân tôi chưa bao giờ từ chối đội tuyển quốc gia. Tôi đã cố gắng duy trì thể trạng tốt từ khi còn là một cầu thủ bóng đá. Tôi đã là một lựa chọn cho đội. Bây giờ, tôi phải nhường đường cho các bạn trẻ tiến lên. Tôi chưa thông báo liệu tôi có nghỉ đội tuyển hay không. Lúc này, tôi chỉ có thể nói rằng xin cảm ơn và tôi xin lỗi. Ở tuổi 34, Bumathang vẫn là lựa chọn không thể thay thế bên cánh trái Thái Lan. Hậu vệ này vừa có trận thứ 101 cho đội tuyển, đứng thứ 4 trên danh sách các cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia nhiều nhất. Nếu không có Bumathang ở ASEAN Cup, Thái Lan sẽ lo lắng cho khoảng trống mà anh để lại. Vì hiện tại, họ vẫn chưa tìm ra hậu vệ trái nào có sức ảnh hưởng lớn như Bumathang.